cea ce îmbuzeam, la cea ce îmbuzeam. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 148 với hai nhân chứng: anh Son Nguyễn ở Boston, Massachusetts, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở Orange, California. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả nhân chứng ơn lành anh Son Nguyễn, cư dân thành phố Boston, Massachusetts. Trong một lần đi chung xe với bạn bè, vì vô tình, anh không biết trên xe có gì. Khi bị cảnh sát kiểm soát xe, anh bị bắt cùng người bạn và bị kết tội đồng lõa và có thể phải ngồi tù. Ngày tòa xử, đứng trước tòa, anh chợt nhớ tới cha Trương Bửu Diệp nên đã cầu nguyện với cha. Và cha thật linh thiêng đã cứu và giải oan cho anh. Xin mời quý khán thính giả nghe anh chia sẻ lại câu chuyện của mình ngay sau đây. Lòng tình yêu tha thiết còn ai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Em là tên là Nguyễn Son, em hiện tại bây giờ đang ở Boston, Massachusetts. Phải nói là rất là được ơn cha. Cái ngày mà em ra tòa, em bị một cái vụ case, phải nói là em nghĩ là chắc phải đi tù 10 năm. Bà xã em là người đạo theo, hàng ngày được đọc trên báo cứ lời công việc của cha Trương Bửu Diệp. Bà xã em rất là lo lắng khi mà bà xã em công việc hàng ngày. Cái ngày cuối cùng mà em ra tòa, em vô tình em đi chơi với một người bạn, em lái xe xuyên bang, thì trên xe thằng bạn em nó có mấy trăm ngàn đô la, một khẩu AK dài, phải nói là nói về là criminal, mà em đâu biết là cái, tại vì mình đi bị liên quan bị dính vậy thôi, nhưng mà người ta vẫn không cần biết mình là gì hết, người ta vẫn kết tội mình là đồng lõa hay là tại có bằng chứng đầy đủ hết. Là coi như là luật sư cũng nói là chắc anh phải bị tù rồi, không còn cách nào chữa chạy được nữa, thì chỉ có nhờ là ơn trên thôi. Thì trong lúc mà em đứng ngay trước vòng móng ngựa của tòa, ông thì lúc đó trong sự lo ly và em chỉ nghĩ tới là xin Chúa và mẹ Maria và cha Trương Bửu Diệp phù hộ cho con một cái gì đó, thì ok, tại con quay xuống là bye bye, là đi vô tù thôi. Thì lúc đó nhớ tới cha, tự động trong tâm hồn là nhớ tới cha, xin cha cho con được mọi sự bình an, cho con được tan qua quang nạn khỏi, xin cha cứu giúp con. Thì trong lúc đó em nhớ cha, ông tòa ông hỏi bây giờ là mày còn có question, any question mày before like I decision cho mày guilty là gì không? Em lúc đấy em cúi đầu xuống rồi, cha con không biết trả lời gì hết, mà nói trong quả tim của mình thôi. Thì ông chánh tòa, ông thẩm phán chưa giống đầu là thằng lawyer của mày, bây giờ mày phải nói cho nó something là cái trước khi tao quyết định nó. Thì ông tòa, ông bảo mày vô phòng trong kia đi, vô phòng mày nói khoảng 50 phút rồi ok mày ra. Thì lúc đó em vừa nói 50 phút xong cái ông luật sư bảo bây giờ tao không còn cách nào nữa. Thì bây giờ là nhất trí nhiệm vụ của mình ra đó, thì là tao cũng nói cho mày biết là mày có thể bị vô tù thôi. Thì em nghĩ là ok, thôi giờ sao cũng được đi. Lúc ấy, trước khi ra đây, em nhắm mắt một chút xíu rồi xin cha Trương Bửu Diệp phù hộ cho con, xin cha phù hộ cho con. Thì lúc ấy ông tòa ông nhìn em, ông gái đầu, một hồi ông gái đầu ông nhìn em, gái ông bảo là bây giờ tao cũng chẳng biết phán tội mày tội gì nữa, tao chỉ cho mày phạt $5,000. Rồi mày khỏi cái probation, khỏi cái gì nữa. Lúc ấy bà xã em quỳ xuống rồi, con cảm ơn cha rất nhiều. Phải nói là một phép lạ mà không có, mình biết, không biết tưởng tượng là nó đâu ra. Không có cái gì mà nó linh thiêng mà invisible, mình không nhìn thấy, không biết rồi. Bà xã em khóc quá trời, nguyên một năm trời luôn. Là
em cứ bay hoài. Không phải là chuyện tiền bạc, mà coi như là bà sẽ muốn là ok là giải quyết cho nó xong, với cả nó được như ý mình muốn. Tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà cha lại ban cho bạn làm ăn được cái khác. Em bị nhốt vô 10 ngày mà cái ông home security ông lúc này đã quát, ông bảo là mày phải nói ra người nào người nào, thì mình sự thật ra là mình không biết cái gì, mình nói là I don't know nothing about it, I không biết một cái gì hết. Even though you ask me 2 million questions, I answer same thing, answer thôi, không có nói được thêm gì hết. Cuối cùng nó không hỏi được em gì cả. Em gọi phone về cho bà xã, thì bèo ra cũng nhiều tiền, gần 100.000 tiền, là 1 triệu 10% là 100.000 tiền bèo. Trong cuộc đời của em chưa bao giờ mà biết tù là gì á. Phải nói là nhiều khi cuộc đời con người nó gặp những cái tình huống mà cái xui xẻo mà không ấy, thì như chị nói là nhân dịp qua cái tiếng nói, thứ nhất là tạ ơn cha đã giúp cho em rất là nhiều thứ, mà đặc biệt đó là khi mà đi chơi cũng vậy. Tuy rằng bản thân là cái gì thì cái câu chuyện của em phải nói là em bị bắt rất là vô duyên, bị cản trở, mà lúc đấy em cứ tưởng em bị felony luôn rồi. Thì felony là coi như là vô criminal, là tiêu cuộc đời của mình. Dưới bản thân em, con và tất cả mọi người xin hướng về cha nhiều, và loan báo cho mọi người biết là cha lúc nào ở bên mình, cha lúc nào phù hộ cho mình. Chỉ có mình, người ta nói là chỉ có con bỏ cha thôi, cha không bao giờ bỏ con. Cho nên là với em bị nạn vậy thì em là người nhân chứng cho cha. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Cảm ơn cha hiền. Chị Nguyễn Thị Thu Hà hiện đang sinh sống tại thành phố Orange, California. Đây là lần thứ hai chị nhận được ơn lành của cha và chia sẻ. Chị có người con gái ở Việt Nam đi phỏng vấn để đoàn tụ với chị tại Mỹ, nhưng những lần phỏng vấn đều không thành. Chị nhớ con ra dít nên đã đến văn phòng cha Francisco trưng biểu dịp tại thành phố Garden Grove, California để liên lũy cầu nguyện với cha. Niềm tin và sự kiên nhẫn đã được cha chuyển cầu với Chúa cho chị. Hôm nay, chị đến để cảm tạ cha vì những ơn lành chị nhận được qua sự cầu bầu linh thiêng của cha. Xin mời quý khán thính giả theo dõi. Em là Nguyễn Thị Thu Hằng. Yeah. Thì em ở Oregon, thành phố Oregon. Khi mà em qua Mỹ á, thì con em nó đi viện du học không à. Hai đứa nhỏ đi viện du học, xong em đi du lịch sang đây. Xong rồi nhưng mà kẹt với con chị, tức là lúc ở Việt Nam là phỏng vấn nó rớt hai lần rồi, hai ba lần ở Việt Nam rồi, thì em cho nó đi du học Úc. Nhưng mà khi mà em qua Mỹ rồi thì ba mẹ con bên này, thì còn con chị nó ở bên Úc. Thì em nhớ con kinh khủng lắm, tại vì con em là du học mà nó đâu có qua Mỹ được. Mà em thì lúc đó em chưa có thẻ xanh nữa, muốn qua thăm con cũng không được. Tức là gần 3 năm mà hai mẹ con không gặp nhau á. Cứ đêm nào em cũng nhớ con kinh khủng, em mới tới khóc với cha thôi. Cứ ngày nào mà em nghỉ làm ngày Chủ nhật thì em lại em giúp cha nó chơi. Con nhớ con lắm. Con muốn con của con nó được về gần gũi với con. Mà bây giờ cứ ngủ đến 2 giờ sáng là hết ngủ. Nhớ con kinh khủng lắm. Mà bây giờ người ta nói là phải có nhiều tiền lắm mới lo con mình được qua Mỹ. Mà bây giờ con không có tiền cái gì, đi làm neo thì làm gì có tiền nhiều để lo cho con. Bây giờ con chỉ biết tới báu chân cha thôi. Cái cũng một ngày tình cờ em cũng đi làm, xong rồi chị bạn nói là bây giờ làm giấy cho nó đi du lịch đây thì không có tốn bao nhiêu tiền hết. Thế em nghe nói vậy, nhưng mà một lần đầu nó đã làm giấy bị rớt một lần bên Úc nữa. Tức là Việt Nam nó rớt 2-3 lần rồi, qua Úc phỏng vấn rớt thêm nữa, rớt thêm lần tại Úc nữa. Cái em buồn quá, cũng tới nó nói với cha, cha giúp con để cho con mẹ con sớm đoàn tụ đó. Cái em chỉ nói với cha thôi, rồi cứ cầu nguyện chỉ bấu chân cha thôi, chứ ngoài ra không có gì hơn á. Không có tiền bạc, không có gì chứ. Rồi xong rồi cái con em đi phỏng vấn lại. Em nói thôi giờ cái người này chỉ là con đi diện thi hoa hậu á, thì không có tốn nhiều tiền hết. Thôi thì con đi nộp đơn phỏng vấn lại đi. Thì nó không có miễn cưỡng đâu. Nhưng mà ngày con em phỏng vấn em cũng ra bấu chân cha, em cầu nguyện với cha.
cha thương con thì cho mẹ con nó đậu để mẹ con gặp nhau trên đất Mỹ đó. Thì con em đậu, con em thắng vắng vắng đậu. Rồi cũng cảm tạ cha là mẹ con đoàn tụ là quá mừng rồi. Rồi xong rồi về nhà thì mẹ con cũng đông, rồi nhà thì có hai phòng chật quá. Đó, cái xong rồi cũng lại nói với cha ơi con muốn ở cái nhà rộng hơn. Chị nói với cha thôi, mà tiền bạc không có gì hết á. Chị nói là cha ơi, con muốn ở cái nhà rộng hơn, nhà con chật hẹp quá mà. Mẹ con thì đông mà ở nhà chật hẹp quá đó, không quen. Cái từ 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 cũng một ngày đưa đẩy hay lắm, cha hay lắm. Xong rồi đưa đẩy cái rồi bây giờ ở cái nhà hai tầng lầu luôn, rộng lắm. Dạ, là cũng chạy đến tạ ơn cha. Xong rồi bây giờ ra nói cha ơi con đi làm công người ta, ngày nào cũng xách giỏ chạy sớm, sáng sớm mới đi. Con không có đi lễ sáng được, mà con muốn lau quét nhà thờ, con muốn làm một chút gì đó việc đạo đức để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha đó. Thì cũng không bao lâu em xin trong vòng 5-6 tháng em cái ngày Chủ nhật em đến em giúp chân cha thôi. Phải nói là hay lắm. Từ cái con em sang Mỹ rồi đến cái con người, mẹ con đoàn tụ rồi đến em có một cái nhà rộng nhà ở. Rồi đến bây giờ em ra là mình mở được cái chủ tiệm như vậy. Thì tất cả là như một phép lạ nhiệm màu. Đó. Rồi hôm nay em cũng xin cho người này người kia, những người bệnh hoạn, những người khó khăn. Em cứ đi đâu em cũng kể là công ơn của cha giúp em thật nhiều. Hôm nay em đến đây thì em muốn làm cái tấm biển nhỏ nhỏ nhà cảm tạ cha đó. Rồi em muốn chia sẻ với chị. Nói chung là em đi vô nhà thờ em cũng kể cho mẹ người này kia nó ở chị cầu nguyện cho con tôi. Em cũng đến đây để cầu nguyện cho con với chị kia. Người ta có hai ba đứa con, người ta cũng bệnh hoạn người kia đó. Cũng người kia em xin cha cũng thương những người khó khăn như em. Lúc trước đó, em cũng bệnh hoạn cũng nhờ cha cứu sống mạng sống em, đồng ý em đi lễ em cầu xin Chúa xin mẹ, nhưng mà mình chạy đến với cha thì em tin tưởng là cha, lời cầu bầu của cha chú nhận lời hơn mình. Thôi khi mình trực tiếp với Chúa không không có bằng, mình tội lỗi mình đâu có được trực tiếp với Chúa, lời cầu nguyện của mình không bằng cha, cha chuyển lời cầu nguyện của mình lên cùng Chúa, Chúa nhận lời ban ơn cho mình như ý nguyện. Em nghĩ là cái chuyện may mắn, trong cái chuyện may mắn là chỉ là ấy thôi, nhưng mà tất cả đều có người khuất mặt đó, ơn trên giúp đỡ hết. Bốn mẹ con đặt trên đất Mỹ với em, cái công việc của em bây giờ thì em có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng, ngay cả cái nhà em ở có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Tất cả đều cái sự giúp đỡ, mà cái sự may mắn mà cha đưa người đến giúp em không à. Em nhìn thấy rõ trước mắt vậy đó. Lúc em mới qua Mỹ thì em có người thân em ở đây, rồi nói ở đây có văn phòng cha Việt, thì em muốn đến để tạ ơn cha. Từ lúc ở Việt Nam em đã muốn làm chứng về chuyện cha năm 98 cha đã cứu mạng em. Dạ, thì những cái việc mà cha đã giúp cho gia đình em thời gian gần đây đó, từ lúc em qua Mỹ giờ là em được rất rất nhiều ơn của cha, cho nên em thường xuyên đến đây nói chị đó. Em muốn nói lên những lời của em để tạ ơn cha, và cũng chia sẻ cho chị em, anh em chị em mà những người chưa được ơn á, thì cũng đặt hết niềm tin nơi cha. Thì tất cả là cha lo rất là hay. Em nhiều lúc em nhìn lên cha, tượng cha em ấy, cha hay quá, cha giỏi quá. Con khen cha hay lắm, cha làm được hết mọi chuyện. Bao nhiêu chuyện rắc rối của con mà cha làm như trong mơ. Cha Diệp ơi, con xin cảm ơn Ngài. Xin cha mãi chuyên cầu, dâng lên Chúa nhân lành. Tạ ơn Chúa đã xót thương con đương đau cái lưng lắm, cái vai nó như là người cưa ra ấy. Con nghĩ đến cha là con cầu nguyện cha luôn miệng, rồi con ngủ lúc nào con không biết. Thế con chảy thì con thấy nhẹ bẫng à. Thì tôi đi kiếm việc làm, thì tôi cầu xin Đức cha Francisco Trương Biểu Diệp giúp đỡ tôi. Và kết quả là cha đã cho tôi có công việc làm. Là đời sống của em vất vả lắm. Em phải cứ cầu xin hàng ngày với cha. Em xin cha được một chuyện như vậy là em rất vui mừng. Ước mộng của em là cứ được gần bên cha hoài luôn. Con em năm nay 14 tuổi rồi. Cháu bị thần kinh. Chỉ biết em chạy đến cha thôi. Thì đêm hôm đó tự nhiên em thấy nó không còn giật nữa. Thì từ lúc đó nó không bị nữa. Thì em rất là được ơn như vậy đó.
Thì em cũng muốn chia sẻ là ai có niềm tin vô cha thì đặt hết hoàn toàn cái niềm tin vô cha thì sẽ được hết tất cả. Thì đầu óc tôi nó hay quên lẩn thẩn lắm, còn cơ thể thì nó không có được khỏe. Tôi cứ đau hoài thì lúc nào tôi cũng cầu xin cha. Tôi tin tưởng và tôi thấy tôi đỡ nhiều. Bây giờ cha làm ơn, cha xin Chúa cho gia đình con có phép lạ, cho ba con hết bệnh được đi phỏng vấn, được đi qua Mỹ ở với con, là ba em được đi qua đây đó, là ba em hết bệnh, ba em khỏe rồi qua đây á không có bệnh gì hết. Dạ, đó là cái phép nhiệm màu của cha, cái phép lạ của cha. Thì cái việc gần nhất của em là ngày hôm qua, và em có đến đây xin khấn. Hôm nay em sẽ đi phỏng vấn. Trưa nay em đã đi phỏng vấn đậu. Và hôm nay giờ này thì em đến đây, em đã đọc được tội nguyện và em đến đây để mà tạ ơn cha. Hôm nay tôi đến tôi chia sẻ với lại một cái chương trình dạ của bên truyền hình cha Francisco xin bồi dịp. Là một lần này là tôi xin được một lúc là được hai ơn. Thứ nhất là được cái xe. Và thứ hai là cô em dâu là đã có con. Mỗi lần tôi đi học á thì tôi lại lấy một chai nước ở đây về, tôi chỉ uống một chút xíu thôi, gọi là nước thánh của cha mà, để cha ban cho mình giống như một cái sức. Nên là tôi ngày hôm nay tôi trở lại chỗ cha để tôi xin cả tạ ơn cha. Có chuyện gì mà trong gia đình, dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cầu với cha thì đều được hết. Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày tôi đều cầu xin cha đều được hết. Nhưng mà cái chuyện mà lớn lao nhất là cái chuyện thay gan, nó thành ra tôi muốn tuyên dương cha trước mặt mọi người để cho ai cũng biết rằng là cha là một vị thánh của chúng ta. Câu chuyện ơn lành vừa kể được Chương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Hiện nay, tất cả các check deposit chương trình văn nghệ dỗ cha đều được đóng dấu void và đã được gửi lại cho quý vị qua đường bưu điện. Vì một lý do nào quý vị không nhận được, xin liên lạc với văn phòng qua số điện thoại 714-537-8159 hoặc 714-362-6608 để được rõ. Xin cảm ơn quý vị. Sách 100 ơn cha Diệp tập 3 đã được phát hành. Mời quý vị đến nhận tại văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation. Người ở xa có thể gọi phone hoặc email để được gửi đến miễn phí. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử, Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Chương Bửu Diệp. Xin mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà, anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Chương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ Năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin ơn lành. Nhằm giới thiệu những ơn lành mới nhất và cung cấp các thông tin cần thiết cho mọi người, Chương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày mùng 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation.
Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin, bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn ở số điện thoại 714-537-8159 hoặc email trangn@chuongbuodiep.org. Website Chuong Buổi Dịp Foundation tiếng Anh, website chuongbuodiep.org đã có phiên bản tiếng Anh. Quý khách có thể truy cập vào website chuongbuodiep.org rồi click vào English để đọc các câu chuyện ân lành và thông tin cần thiết bằng tiếng Anh. Thẻ thăm viếng cha dịp. Chuong Buổi Dịp Foundation vẫn tiếp tục làm thẻ thăm viếng cha dịp miễn phí cho mọi người. Quý vị nào muốn làm thẻ, xin liên lạc với thiện nguyện viên trực để điền phiếu. Thẻ sẽ được gửi đến tận nhà cho quý vị. Người ở xa muốn làm thẻ có thể liên lạc qua phone hoặc email để được hướng dẫn. Để giúp Chuong Buổi Dịp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha dịp, xin quý vị chọn các cách sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha dịp của Chuong Buổi Dịp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, nếu thử mua hàng online trên Amazon, xin quý vị vào website www.smile.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Chuong Buổi Dịp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin đọc số 123 tại Quầy Thu Ngân. 12 tháng 3 là ngày giỗ cha dịp. Cách thứ tư, mua các sản phẩm dưỡng da của công ty Nu Skin, xin gọi số 1-800-487-1000 và dùng ID số USW858-8707 trước khi mua hàng. Chương trình truyền hình Ơn Cha Dịp tập 148 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Chuong Buổi Dịp, lạy Cha Chuong Buổi Dịp. Xin mời quý khán thính giả theo dõi. Em là Nguyễn Thị Thu Hằng. Thì em ở Oregon, thành phố Oregon. Khi mà em qua Mỹ á, thì con em nó đi viện du học không à, hai đứa nhỏ đi viện du học xong em đi du lịch sang đây xong rồi, nhưng mà kẹt với con chị, tức là lúc ở Việt Nam là phỏng vấn nó rớt hai ba lần ở Việt Nam rồi, thì em cho nó đi du học Úc. Nhưng mà khi mà em qua Mỹ rồi thì ba mẹ con bên này, thì còn con chị nó ở bên Úc. Thì em nhớ con kinh khủng lắm, tại vì con em là du học mà nó đâu có qua Mỹ được, mà em thì lúc đó em chưa có thẻ xanh nữa, muốn qua thăm con cũng không được, tức là gần 3 năm mà hai mẹ con không gặp nhau á. Cứ đêm nào em cũng nhớ con kinh khủng, em mới tới khóc với cha thôi. Cứ ngày nào mà em nghĩ là ngày Chủ nhật thì em lại em giúp cha nó chơi. Con nhớ con lắm. Con muốn con của con nó được về gần gũi với con. Mà bây giờ cứ ngủ đến 2 giờ sáng là hết ngủ. Nhớ con kinh khủng lắm. Mà bây giờ người ta nói là phải có nhiều tiền lắm mới lo con mình được qua Mỹ. Mà bây giờ con không có tiền cái gì, đi làm nail thì làm gì có tiền nhiều để lo cho con. Bây giờ con chỉ biết tới báu chân cha thôi. Cái cũng một ngày tình cờ em cũng đi làm, xong rồi chị bạn nói là bây giờ làm giấy cho nó đi du lịch đây thì không có tốn bao nhiêu tiền hết. Thế em nghe nói vậy, nhưng mà một lần đầu nó đã làm giấy bị rớt một lần bên Úc nữa. Tức là Việt Nam nó rớt 2-3 lần rồi, qua Úc phỏng vấn rớt thêm nữa, rớt thêm lần tại Úc nữa. Cái em buồn quá, cũng tới nói với cha, cha giúp con để cho con mẹ con sớm đoàn tụ đó. Cái em chỉ nói với cha thôi, rồi cứ cầu nguyện chỉ bấu chân cha thôi, chứ ngoài ra không có gì hơn á, không có tiền bạc, không có gì chứ. Rồi xong rồi cái con em đi phỏng vấn lại, em nói thôi giờ cái người này chỉ là con đi diện thi hoa hậu á, thì không có tốn nhiều tiền hết, thôi thì con đi
nộp đơn phỏng vấn lại đi, thì nó không có miễn cưỡng đâu. Nhưng mà ngày con em phỏng vấn em cũng ra bố chân cha, em cầu nguyện với cha, cha thương con thì cho mẹ con nó đậu để mẹ con gặp nhau trên đất Mỹ đó. Thì con em đậu, con em phỏng vấn đậu. Rồi cũng cảm tạ cha là mẹ con đoàn tụ là quá mừng rồi. Rồi xong rồi về nhà thì mẹ con cũng đông, rồi nhà thì có hai phòng chặt quá. Đó, cái xong rồi cũng lại nói với cha ơi con muốn ở cái nhà rộng hơn. Chị nói với cha thôi, mà tiền bạc không có gì hết á. Chị nói là cha ơi, con muốn ở cái nhà rộng hơn, nhà con chặt hẹp quá mà. Mẹ con thì đông mà ở nhà chặt hẹp quá đó, không quen. Cái từ cũng một ngày đưa đẩy hay lắm, cha hay lắm. Xong rồi đưa đẩy, cái rồi bây giờ ở cái nhà hai tầng lầu luôn, rộng lắm. Dạ, là cũng chạy đến tạ ơn cha. Xong rồi bây giờ ra nói cha ơi, con đi làm công người ta, ngày nào cũng xách giỏ chạy sớm, sáng sớm mới đi. Con không có đi lễ sáng được, mà con muốn lao quét nhà thờ, con muốn làm một chút gì đó, việc đạo đức để tạ ơn Chúa, tạ ơn cha đó. Thì cũng không bao lâu, em xin trong vòng 5-6 tháng, em cái ngày Chủ nhật em đến em giúp chân cha thôi. Phải nói là hay lắm. Từ cái con em sang Mỹ, rồi đến cái mẹ con đoàn tụ, rồi đến em có một cái nhà rộng, nhà ở, rồi đến bây giờ em ra là mình mở được cái chủ tiệm như vậy. Thì tất cả là như một phép lạ nhiệm màu. Đó. Rồi hôm nay em cũng xin cho người này, người kia, những người bệnh hoạn, những người khó khăn. Em cứ đi đâu em cũng kể là công ơn của cha giúp em thật nhiều. Hôm nay em đến đây thì em muốn làm cái tấm biển nhỏ nhỏ và cảm tạ cha đó. Rồi em nói chia sẻ với chị. Nói chung là em đi vô nhà thờ em cũng kể cho mẹ người này kia nó ở chị cầu nguyện cho con tôi. Em cũng đến đây để cầu nguyện cho con với chị kia. Người ta có hai ba đứa con, ta cũng bệnh hoạn người kia đó. Cũng người kia em xin cha cũng thương những người khó khăn như em. Lúc trước đó, em cũng bệnh hoạn, cũng nhờ cha cứu sống mạng sống em. Đồng ý em đi lễ, em cầu xin Chúa, xin mẹ. Nhưng mà mình chạy đến với cha thì em tin tưởng là cha, lời cầu bầu của cha, Chúa nhận lời hơn mình. Thôi khi mình trực tiếp với Chúa, không có bằng mình, tội lỗi mình đâu được trực tiếp với Chúa. Lời cầu nguyện của mình không bằng cha. Cha chuyển lời cầu nguyện của mình lên cùng Chúa, rồi Chúa nhận lời ban ơn cho mình như ý nguyện. Em nghĩ là cái chuyện may mắn, trong cái chuyện may mắn là chỉ là ấy thôi, nhưng mà tất cả đều có người khuất mặt đó, ơn trên giúp đỡ hết. Bốn mẹ con đặt trên đất Mỹ với em, cái công việc của em bây giờ thì em có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng. Ngay cả cái nhà em ở, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Tất cả đều cái sự giúp đỡ, mà cái sự may mắn mà cha đưa người đến giúp em không à. Em nhìn thấy rõ trước mắt vậy đó. Lúc em mới qua Mỹ thì em có người thân em ở đây, rồi nói ở đây có văn phòng cha Việt, thì em muốn đến để tạ ơn cha. Từ lúc ở Việt Nam em đã muốn làm chứng về chuyện cha năm 98 cho nó cứu mạng em. Dạ. Thì những cái việc mà cha đã giúp cho gia đình em thời gian gần đây đó, từ lúc em qua Mỹ giờ là em được rất rất nhiều ơn của cha. Cho nên em thường xuyên đến đây nói chị. Đó, em muốn nói lên những lời của em để tạ ơn cha, và cũng chia sẻ cho chị em, anh em chị em mà những người chưa được ơn á, thì cũng đặt hết niềm tin nơi cha. Thì tất cả là cha lo rất là hay. Em nhiều lúc em nhìn lên cha, tượng cha em ấy, cha hay quá, cha giỏi quá. Con khen cha hay lắm, cha làm được hết mọi chuyện. Bao nhiêu chuyện rắc rối của con mà cha làm như trong mơ. Cha Diệp ơi, con xin cảm ơn Ngài. Xin cha mãi chuyên cầu, dâng lên Chúa nhân lành. Tạ ơn Chúa đã xót thương con. Con đương đau cái lưng lắm, cái vai nó như là người cưa ra ấy. Con nghĩ đến cha là con cầu nguyện cha luôn miệng. Chứ con ngủ lúc nào con không biết. Thế con chạy thì con thấy nhẹ bẫng à. Thì tôi đi kiếm việc làm. Thì tôi cầu xin Đức cha Francisco Trương Biểu Diệp giúp đỡ tôi. Và kết quả là cha đã cho tôi có công việc làm. Là đời sống của em vất vả lắm. Em phải cứ cầu xin hàng ngày với cha. Em xin cha được một chuyện như vậy là em rất vui mừng. Ước mộng của em là cứ được gần bên cha hoài luôn. Con em năm nay 14 tuổi rồi. Cháu bị thần kinh. Chỉ biết em chạy đến cha thôi. Thì đêm hôm đó tự nhiên em thấy nó không còn giật nữa. Thì từ lúc đó nó không bị nữa.
thì em rất là được ơn như vậy đó. Thì em cũng muốn chia sẻ là ai có niềm tin vô cha thì đặt hết hoàn toàn cái niềm tin vô cha thì sẽ được hết tất cả. Thì đầu óc tôi nó hay quên lẩn thẩn lắm, còn cơ thể thì nó không có được khỏe. Tôi cứ đau hoài thì lúc nào tôi cũng cầu xin cha. À, tôi tin tưởng và tôi thấy tôi đỡ nhiều. Bây giờ cha làm ơn, cha xin Chúa cho gia đình con có phép lạ cho ba con hết bệnh, được đi phỏng vấn, được đi qua Mỹ ở với con. Là ba em được đi qua đây đó, là ba em hết bệnh, ba em khỏe rồi qua đây á, không có bệnh gì hết. Yeah. Đó là cái phép nhiệm màu của cha, cái phép lạ của cha. Thì cái việc gần nhất của em là ngày hôm qua, và em có đến đây xin khấn. Hôm nay em sẽ đi phỏng vấn. Trưa nay em đã đi phỏng vấn đậu. Và hôm nay giờ này thì em đến đây, em đã đạt được toại nguyện và em đến đây để mà tạ ơn cha. Hôm nay cô đến tôi chia sẻ với lại một cái chương trình dạ của bên truyền hình cha Francisco xin bồi dịp. Là một lần này là tôi xin được một lúc là được hai ơn. Thứ nhất là được cái xe, và thứ hai là cô em dâu là đã có con. Lạy Cha chương bưu diệm, lạy Cha chương bưu diệm. Amen. Xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Chương Bưu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 148 với hai nhân chứng: anh Son Nguyễn ở Boston, Massachusetts, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở Orange, California. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý khán thính giả nhân chứng ơn lành anh Son Nguyễn, cư dân thành phố Boston, Massachusetts. Trong một lần đi chung xe với bạn bè, vì vô tình, anh không biết trên xe có gì. Khi bị cảnh sát kiểm soát xe, anh bị bắt cùng người bạn và bị kết tội đồng lõa và có thể phải ngồi tù. Ngày tòa xử, đứng trước tòa, anh chợt nhớ tới cha Chương Bưu Diệp nên đã cầu nguyện với cha, và cha thật linh thiêng đã cứu và giải oan cho anh. Xin mời quý khán thính giả nghe anh chia sẻ lại câu chuyện của mình ngay sau đây. Lòng tin yêu tha thiết con ai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Em là tên là Nguyễn Son. Em hiện tại bây giờ đang ở Boston, Massachusetts. Phải nói là rất là được ơn cha. Cái ngày mà em ra tòa, em bị một cái vụ case, phải nói là em nghĩ là chắc phải đi tù 10 năm. Bà xã em là người đạo theo, hàng ngày được đọc trên báo cứ lời cầu nguyện của cha Chương Bưu Diệp. Bà xã em rất là lo lắng khi mà bà xã em cầu nguyện hàng ngày. Cái ngày cuối cùng mà em ra tòa, em vô tình em đi chơi với một người bạn, em lái xe xuyên bang, thì trên xe thằng bạn em nó có mấy trăm ngàn đô la, một khẩu AK dài, phải nói là nói về là criminal, mà em đâu biết là cái, tại vì mình đi bị liên quan bị dính vậy thôi, nhưng mà người ta vẫn không cần biết mình là gì hết, người ta vẫn kết tội mình là đồng lõa hay là, tại có bằng chứng đầy đủ hết. Là coi như là luật sư cũng nói là chắc anh phải bị tù rồi, không còn cách nào chữa chạy được nữa, thì chỉ có nhờ là ơn trên thôi. Thì trong lúc mà em đứng ngay trước vòng móng ngựa của tòa, ông thì lúc đó trong suddenly là em chỉ nghĩ tới là xin Chúa và mẹ Maria và cha Chương Bưu Diệp phù hộ cho con một cái gì đó, ok, tại con quay xuống là bye bye, là đi vô tù thôi. Thì lúc đó nhớ tới cha, tự động trong tâm hồn là nhớ tới cha, xin cha cho con được mọi sự bình an, cho con được tan qua quang nạn khỏi.
xin cha cứu giúp con. Thì trong lúc đó em nhớ cha ông qua ông hỏi bây giờ là mình còn có question, any question may before like I decision cho mày guilty là gì không? Em lúc đấy em bảo cúi đầu xuống rồi, cha con không biết trả lời gì hết mà nói trong quả tim của mình thôi. Thì ông chánh tòa, ông thẩm phán chứ giống bảo là thằng lawyer của mày bây giờ mày phải nói cho nó something là cái trước khi tao quyết định nó. Thì ông tòa ông bảo mày vô phòng trong kia đi, vô phòng mày nói khoảng 50 phút rồi ok mày ra. Thì lúc đó em vừa nói 50 phút xong cái ông luật sư cũng bảo bây giờ tao không còn cách nào nữa à. Thì bây giờ là nhất trí nhiều bù mình ra đó thì là tao cũng nói cho mày biết là mày có thể bị vô tù thôi. Thì em nghĩ là ok, không làm sao cũng được đi. Lúc ấy trước khi ra đây em nhắm mắt một chút xíu rồi xin cha chúc mừng Diệu phù hộ cho con, xin cha phù hộ cho con. Thì lúc ấy ông tòa ông nhìn em, ông gái đầu mà hồi ông gái đầu ông nhìn em gái ông bảo là bây giờ tao cũng chẳng biết phán tội mày tội gì nữa, tao chỉ cho mày phạt $5,000 rồi mày khỏi công probation, khỏi cái gì nữa. Lúc ấy buổi sáng em quỳ xuống rồi con cảm ơn cha rất nhiều, phải nói là một phép lạ mà không có mình biết, không biết tưởng tượng là nó đâu ra, không có cái gì mà nó linh thiêng mà invisible mình không nhìn thấy không biết luôn. Buổi sáng em khóc qua trời nguyên một năm trời luôn là em cứ bay hoài. Không phải là chuyện tiền bạc mà gần như là bà sẽ muốn là ok là giải quyết cho nó xong với cả nó được như ý mình muốn, tốn rất là nhiều tiền nhưng mà cha lại ban cho bạn làm ăn được cái khác. Em bị nhốt vô 10 ngày mà cái ông home security ông nó mày đã quát ông bảo là mày phải nói ra người nào. Thì mình sự thật ra là mình không biết cái gì, mình nói là I don't know nothing about it, I không biết một cái gì hết. Even though you ask me 2 million questions, I answer same thing, like answer thôi, không có nói được thêm gì hết. Cuối cùng nó không hỏi được em gì cả. Em gọi phone về cho bà xã, thì bèo ra cũng nhiều tiền, gần 100,000 tiền, là 1 triệu 10% là 100,000 tiền bèo. Trong cuộc đời của em chưa bao giờ mà biết tù là gì á. Phải nói là nhiều khi cuộc đời con người nó gặp những cái tình huống mà cái xui xẻo mà không ấy. Thì như chị nói là nhân dịp qua cái tiếng nói, thứ nhất là tạ ơn cha. Cha đã giúp cho em rất là nhiều thứ. Mà đặc biệt đó là khi mà đi chơi cũng vậy, tuy rằng bản thân là cái gì thì cái câu chuyện của em á, phải nói là em bị bắt rất là vô duyên, bị cản trở, mà lúc đấy em cứ tưởng em bị felony luôn rồi. Thì felony là coi như là vô criminal là tiêu cuộc đời của mình. Dưới bản thân em, con và tất cả mọi người xin hướng về cha nhiều và loan báo cho mọi người biết là cha lúc nào ở bên mình, cha lúc nào phù hộ cho mình. Chỉ có mình, người ta nói là chỉ có con bỏ cha thôi, cha không bao giờ bỏ con. Cho nên là với em bị nạn vậy thì em là người nhân chứng cho cha. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Cảm ơn cha hiền. Chị Nguyễn Thị Thu Hà hiện đang sinh sống tại thành phố Orange, California. Đây là lần thứ hai chị nhận được ơn lành của cha và chia sẻ. Chị có người con gái ở Việt Nam đi phỏng vấn để đoàn tụ với chị tại Mỹ, nhưng những lần phỏng vấn đều không thành. Chị nhớ con Gia Diết nên đã đến văn phòng cha Francisco trưng biểu dịp tại thành phố Garden Grove, California để liên lũy cầu nguyện với cha. Niềm tin và sự kiên nhẫn đã được cha chuyển cầu với Chúa cho chị. Hôm nay, chị đến để cảm tạ cha vì những ơn lành chị nhận được qua sự cầu bầu linh thiêng của cha. Mỗi lần tôi đi học á, thì tôi lại lấy một chai nước ở đây về, tôi chỉ uống một chút xíu thôi, gọi là nước thánh của cha mà, để cha ban cho mình giống như một cái sức. Nên là tôi ngày hôm nay, tôi trở lại chỗ cha để tôi xin cảm tạ ơn cha.
có chuyện gì mà trong gia đình, dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cầu với cha thì đều được hết. Những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày tôi đều cầu xin cha đều được hết. Nhưng mà cái chuyện mà lớn lao nhất là cái chuyện thay gan, nó thành ra tôi muốn tuyên dương cha trước mặt mọi người để cho ai cũng biết rằng là cha là một vị thánh của chúng ta. Câu chuyện ơn lành vừa kể được Chương Bửu Diệp Foundation ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Tiếp nối chương trình là phần thông báo. Hiện nay, tất cả các check deposit chương trình văn nghệ dỗ cha đều được đóng dấu void và đã được gửi lại cho quý vị qua đường bưu điện. Vì một lý do nào quý vị không nhận được, xin liên lạc với văn phòng qua số điện thoại 714-537-8159 hoặc 714-362-6608 để được rõ. Xin cảm ơn quý vị. Sách 100 ơn cha Diệp tập 3 đã được phát hành. Mời quý vị đến nhận tại văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation. Người ở xa có thể gọi phone hoặc email để được gửi đến miễn phí. Chương trình phục vụ cho cộng đồng mang tên Nghĩa Tử, Nghĩa Tận và đặt hình người thân đã qua đời. Mọi chi tiết xin liên lạc về văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843. Số điện thoại 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Cầu nguyện với cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với cha Chương Bửu Diệp. Xin mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Xin khấn qua điện thoại. Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà, anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Francisco Chương Bửu Diệp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình ơn cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9 giờ 15 sáng mỗi thứ năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin ơn lành. Nhằm giới thiệu những ơn lành mới nhất và cung cấp các thông tin cần thiết cho mọi người, Chương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày mùng 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin, bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn ở số điện thoại 714-537-8159 hoặc email trangn@chuongbuodiep.org.